Muốn đi đâu? Trời ơi! Diệp Tây! Thiệt bồ! Ngươi còn không ra tay sao? Tiền bối! Ông đừng ép tôi phải ra tay! Ta đang muốn ép người đó! Nếu ngươi còn không ra tay, ta sẽ giết hắn ngay lập tức! Ông có biết hay không? Nếu như tôi không cứu ông, chỉ cần tôi buông tay, là ông sẽ chết ngay lập tức. Thiệt bồ, lão phu không cần sự thương hại của ngươi. Buông tay ra đi. Ông năm lần bảy lượt ép tôi, nhưng lần nào tôi cũng nhịn ông. Ông có biết tại sao tôi cứu ông hay không? Bởi vì là lời dặn của sư phụ tôi. Tôi cho ông biết, không vì lý do đó thì hôm nay ông chết chắc rồi. Đừng có nhắc tới lão mù đổi với ta. Ta không có mang ơn đâu. Tử Lân thượng nhân, tôi không nói với ông nữa. Hôm nay tôi cứu ông, sau này tôi cũng không muốn nhìn thấy ông nữa. Thiệt bồ, nếu ngươi là nam nhân thì bước ra đây đi. Đừng có bắt chước sư phụ của ngươi học cái trò rô rụt cổ như vậy. Ta biết là bây giờ ngươi hay đi chung với cái bọn mã tặc đó. Ngươi hãy nhớ cho kỹ, ta cho ngươi 2 ngày. Trong 2 ngày nếu như ta không thấy bóng dáng của ngươi, ta sẽ tới săn bằng ổ của bọn mã tặc đó. Tên tiểu tử, thật không hổ danh là sư điệt của ta. Ta không hề nhìn sai ngươi. Cuối cùng ngươi cũng đã tới rồi. À, tôi lại kêu ông một tiếng sư bá. Ông mệnh danh là cao thủ võ lâm. Núi Thanh Long không thù không oán với ông. Điều mã tiểu hộ trước đây đã làm đều là do Thiết Bưu quỷ thác. Xin ông hãy tha cho bọn họ đi, vì không hề liên quan tới bọn họ. Được. Được. Lão phu hứa với ngươi, nhưng ngươi cũng phải hứa với lão phu một điều kiện. Hãy dùng công phu thật của mình để so tài cho thật tốt. Sư phụ, xin thứ lỗi đồ nhi không tuân lệnh của người. Nếu Thiết Bưu không đấu trận này, thì huynh đệ ở núi Thanh Long sẽ gặp phải cảnh khốn khổ. Thiết Bưu sẽ gặp người ở trên thiên đàng. Tới lúc đó, con xin tạ tội. Đừng có nói nhiều nữa. Xuất chiêu đi. Tiểu tử, ta thấy vết thương của ngươi vẫn chưa hồi phục. Hôm khác chúng ta sẽ đấu lại. Tiểu tử, sư bá của ngươi ra giang hồ mấy mươi năm rồi, chưa bao giờ lợi dụng ai. Đợi sau khi ngươi đã hồi phục công lực, lúc đó ta sẽ tính sổ với ngươi. Ta sẽ giết hết lũ các ngươi. Thiết Bưu ta hầu ngươi. Đúng là cái mạng hèn mà. Người đâu? Có. Bắt hắn cho ta. Dạ.
Kêu bọn chúng dừng tay ngay. Hả? Là ngươi sao? Thật to gan, dám giúp đỡ đám loạn thần tặc tử tấn công ta. Ngươi không muốn sống rồi sao? Thiệt bưu, ta lại cứu cậu một mạng, cậu không tạ ơn ta đi. Tên thiết bưu này bắt buộc phải chết trong tay của ta. Tử Lương thượng nhân, ông không sợ A Mã ta? Không sợ A Mã ta hỏi tội ông sao? Hiệu đình liên quan gì tới ta chứ? Lần trước ở Linh Ứng Tự, ngươi đã tước đi cơ hội ta có thể giết chết được Thích Trí Hòa Thượng. Lần này ta quyết không cho ngươi cơ hội nào nữa. Kêu người của ngươi cút đi. Rút cho ta. Rút. Thiệt mưu, ta đã cứu cậu một lần, tha cho cậu một lần. Cậu nên biết điều này là tại vì sao chứ. Thiệt mưu, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Thiệt mưu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tiên bối, những đứa trẻ này không có thù oán với ông, hãy để cho bọn chúng đi đi. Tôi sẽ ở lại đây đấu với ông. Không thù không oán à? Chính là vì những đứa nhỏ này khiến cho ta ở trước mặt Dương gia mất hết mặt mũi, sao ta có thể để cho bọn chúng đi được chứ? Thiết bưu thật sự không hiểu, một cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh, tại sao lại chịu làm tay sai cho A Nhị Thái chứ? Người im miệng lại. Ngươi chỉ là một tên tiểu tử quắc con, dám giáo huấn ta. Ngươi hãy xem tên sư phụ mù của ngươi đi. Ông ta cũng bán mạng cho Trần Cận Nam. Đây chính là giang hồ, chỉ là mỗi người chọn đi một con đường khác nhau. Hôm nay các ngươi không ai có thể thoát được đâu. Lỗ tiền bối, gần đây hình như có tiếng đánh nhau. Tu dần, chúng ta chia ra tìm. Được. Không sao, mới dẫn tôi nhỏ đi đi. Vậy còn Huynh? Đi đi. Thiếp mưu, mau lên. Vậy Huynh nhớ cẩn thận, ba đứa chạy mau. Giết cho ta.
Mau quăng đi. Quăng đi. Quăng chết hả? Chạy mau, dẫn tôi dõi đi trước đi. Các con, đi mau. Thiết Bưu, những bản lãnh mà sư phụ đã dạy cho ngươi, cổ tại nó hết đi. Lên. Thiết Bưu huynh đệ, để ta chơi với ông già đó cho vui. Đừng lấy mạng ông ta. Cái tên ranh con kia, quay lại đây mau. Đại Đinh, đi theo ta, đi. Sure.
Nè ông già, vượt đường xa như vậy để tới kiếm chuyện chắc là vất vả lắm phải không? Cũng ổn. Cũng không biết là tên tiểu tử nhà ngươi tên họ là gì vậy? Ngọc Diện Phan An Thiết Quyền Dương, Mã Tiểu Hổ. Hóa ra là một con hổ à? Hả? Nè ông già, vậy bây giờ thì hãy thử coi ông sẽ chạy nhanh hơn ta hay là ta chạy nhanh hơn đi. Hả? Được, vậy lão phu cũng coi thử tài của ngươi. Cha. Đó là gì vậy? Đưa ta coi. Đi đi, qua đây. Bình chưa? Đi đi, qua lên. Hả chưa? Đi, qua đây. Qua lên. Đi đi, nhanh lên. Qua đây, qua đây. Mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên, mau lên. Người đó mau lên. Mau lên, mau lên, mau lên. Đưa tiền rồi đi nhanh. Đi tiếp đi. Nhanh lên. Rồi mau lên. Nhanh lên, nhanh lên. Người chào coi. Nhanh, nhanh. Nhanh lên. Đi đi. Nè đứng lại. Ừ. Các ngươi cùng một nhóm à? Tôi đâu có biết đó đâu. Đi đi. Ừ. Mày đứng đây thằng nhóc. Hả? Sao nói năng với tiểu gia như vậy chứ? Ừ? Ngươi là thiếu gia nhà ai? Đã biết kêu thiếu gia mà còn không biết luật lệ. Ừ. Ê, bất kể là thiếu gia nhà ai, vô thành là phải nộp tiền đó. Hả? Nộp thì nộp, Diêm Dương gia sẽ không thiếu nợ tiểu quỷ ngươi đâu. Để tiền xuống đi, mau lên. Như vậy đi, ngươi hãy đưa ta về tới nhà, ta sẽ nói cha ta, thưởng cho ngươi một thỏi bạc lớn luôn. Ê, ê, huynh đệ à, tra xét kỹ nha. Nè, nè, nè. Bảo gia gia, nhớ chăm sóc Dương Nhi và Nhị Mau. Bảo gia gia, Bảo gia gia, đừng lắc người ông ta nữa, ông ta đã rất mệt rồi. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Hãy thay ta chăm sóc cho tiểu đà chủ. Bảo gia gia, lão già kia, sao ngươi vẫn còn lanh quanh ở đây vậy hả? Cũng 2 ngày rồi cũng chưa làm ngươi bị chết đói ha. Tiểu tử thối kia, lão phu lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm rồi, không có tên nào dám giỡn mặt với lão phu như vậy. Được, ngươi cũng coi như là anh hùng, nhưng mà ta cho ngươi hay, nếu như ngươi về Thiết Bưu mà dám giỡn mặt với lão phu, ngươi không có kết cục tốt đẹp đâu. Vậy được, ngươi cũng nhớ kỹ, Mã Tiểu Hổ ta rất là thích gan ốc lầy đất vì những anh hùng, để cho các loài cẩu hùng rơi rụng chết hết. Anh hùng
Anh hùng hay cẩu hùng đều là hùng thôi, không có gì khác biệt cả. Được, vậy người cứ tiếp tục loanh quanh đi ha. Hổ gia gia ta quay về đánh răng đây. Cái tên tiểu nhân thối nhà ngươi. Quán trọ Duyệt Lai. Bối Lạc gia, phòng khách của ngài đã chuẩn bị xong rồi, tiểu nhân sẽ dẫn người đi. Trong quán còn người nào khác ở đây không? Mấy người khách quen thôi, Bối Lạc gia yên tâm, bổn khách điếm chỉ đón khách quen à. Cho dù người lạ trả bao nhiêu ngân lượng cũng đều không tiếp hết. Người đông doanh cũng là khách quen của các ngươi sao? Cô bổ thí sinh, cô bổ thí sinh. Ta đã biết rồi, ngươi không cần phải nói. Ông biết hả? Ông biết chuyện gì chứ? Ta vừa thấy bộ dạng của ngươi vào phòng khẩn trương đóng cửa là ta biết Bối Lạc gia dựng kiệt lại tới chỗ này. Đúng vậy, ông ta vẫn sống ở khu giống như lần trước vậy. Bây giờ chúng ta đã không còn ở khu bên đó nữa, ngươi cũng không cần vừa vào phòng là khẩn trương đóng cửa như vậy đâu. Chuyện này tôi biết mà. Ngươi còn gì nói nữa, nói thẳng đi. Cô bổ tiên sinh à, ông cảm thấy tiếp tục như vậy có ý nghĩa hay sao chứ? Ta thì cảm thấy không sao cả. Bị đánh một lần thì đã sợ rồi hay sao? Mấy chuyện cần làm hàng ngày thì ông không chịu đi làm. Ngược lại tôi cảm thấy ông có hứng thú với đầu quay vị của ông hơn đó. Tự ta biết bản thân ta đang làm cái gì, không cần ngươi tới đây chất vấn. Dạ. Ngươi là đệ đệ của nó sao? Sao hả? Không được hay sao? Sao mà ta nhìn ngươi giống ca ca hơn? Sao hả? Không được sao? Được được được, làm gì có chuyện không được chứ, có phải không? Ê, sao ngươi tìm được tới đây vậy? Ta sao tỷ ấy lại tới đây? Tiểu tử thúi, đừng có phí lời. Nhiều lời nữa ta sẽ cắt lưỡi của ngươi đó. Chắc ngươi ít lời hơn ta quá. Nhìn ngươi cũng không lớn, mà biết ăn nói quá ha. Ngươi tưởng ta câm hay sao? Nhiều ngày như vậy vẫn chưa có tin tức nào của tụi nhỏ, thật khiến người ta lo chết đi được. Đúng vậy, Bạch Ban Chủ và đám nhóc Nhị Mau, cả một tin tức cũng không có nữa. Dương Nhi này trước giờ chưa từng rời xa ta thời gian lâu như vậy. Ta thật sự sợ nó gặp phải chuyện gì, bản thân cũng không biết phải làm sao. Đúng vậy, tất cả những đứa nhóc đó cần sự chăm sóc của chúng ta. Bởi vì chuyện này, trước đây đã nhiều người mất mạng như vậy rồi, không thể để cho họ chết oan uổng. Bản thân ta cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của giang hồ, nhưng mà đã lập lời hứa thì nhất định phải giữ lời. Nếu như có một ngày cần tính mạng của Thiết Bưu ta để đổi lấy tính mạng của một đứa bé, ta chết cũng không hối tiếc. Đào Hoa nói đứa nhóc đó rất là lanh lợi. Đào Hoa nói đứa nhóc đó khuôn mặt rất tốt.
Đào Hoa nói. Đào Hoa là mẹ ông sao? Hay là nương tử của ông? Kêu Đào Hoa vô đây gặp ta. Đi đi, mau lên. Ê trời ơi, Ngô lão gia, Đào Hoa tới để báo tin mừng cho ngài nè. Thế nào rồi? Tìm thấy nhi tử của ta chưa? Ngô lão gia, ngài đại phúc đại quý, có thể không có con cái sao? Hả? Vậy người đâu rồi? Ê trời, coi ngài gấp gáp kìa, người đang ở chỗ của tôi. Hai ngày nữa tôi dạy dỗ xong xuôi sẽ đưa qua đây cho ngài. Bà dạy dỗ nó? Đúng vậy. Ở Đào Hoa viện hả? Vậy mà bà cũng nghĩ ra. Bớt lại đi. Chú Sư Gia. Dạ, ngài đi Đào Hoa viện à? Ta đi đâu ông quản được à? Tìm được còn không dẫn qua đây. Theo ta thấy không phải đứa khờ thì là đứa què. Ta không cần. Lão gia, hay là ngài đi coi thử? Coi thử thì yên tâm rồi. Ê trời ơi, kêu ông nói sao đi mà ông lại không chịu nghe hả? Giờ thì hay rồi, chắc chắn là không đáng giá rồi. Nào, món ngon tới rồi đây. Ăn chút đi. Bà cho ta ăn món này làm gì? Không phải bà nói kêu ta làm gì sao? Ta không ăn đâu. À, đâu có đâu. Ta chỉ muốn cậu kêu ta là nghĩa mẫu thôi à. Người ở đây đều kêu ta là nghĩa mẫu đó. À, chuyện này đơn giản. Vậy thì con nói cho nghĩa mẫu nghe, các con tới chỗ này là để làm gì vậy? Lần này bọn ta ra ngoài là để tìm cha. Tìm cha con? Cha của con ở đây sao? Không biết nữa. Không biết hả? Không biết thì tại sao lại tới chỗ này chứ? Bởi vì mẹ của ta nói cha ta ở chỗ này. Còn nói cha ta là một vị quan rất to, ai bắt nạt ta thì kẻ đó phải chết. Trời ơi. Đúng không tỷ? Đúng. Vậy con nói nghĩa mẫu nghe đi. Giờ bước tiếp theo tụi con định làm gì? Có địa chỉ hay không? Có chứ. Tại sao ta phải nói với bà nghĩa mẫu? Con cứ nói với nghĩa mẫu một cách thành thật đi mà. Nghĩa mẫu nhất định không đối xử tệ với con. Tên tiểu tử thối kia,
Người mau ra đây cho lão tử. Ra đây đi. Tiểu tử thối kia, người ra đây cho ta. Người ra đây đi. Lão già kia vẫn chưa chết hả? Tên khốn nhà ngươi. Tiểu tử thối nhà ngươi, nếu để ta bắt được ngươi, ta sẽ lột da của ngươi ra. Nào, nhận lấy đi. Đây là bổn vương thương hại thưởng cho ngươi, không uổng công ngươi chơi với ta mấy ngày. Ngươi không được đi. Hầu hết những người từ kinh thành tới đều về lại kinh thành. Chỉ có bối Lạc Gia dẫn theo mấy người thì lại quay về bàn thành. Chẳng lẽ là quay lại coi nữ nhân kỹ diện đó hay sao chứ? Hắn ta là bối Lạc, ông thì là tên đầu heo. Ở kinh thành nhạc cụ nào không có, hắn ta chạy tới nơi xa như vậy để nghe nhạc, chơi nhạc à? Nè, ta kêu ông dò xem tài sản của tên nhóc đó, ông làm chưa vậy? Ê trời, ô trời ơi, đầu óc của tôi, ê, tôi quên mất tiêu rồi. Ông coi, nếu như không phải ông cùng ta lớn lên từ nhỏ, tên đầu heo nhà ông chết 60 lần rồi. Nói coi, ông còn nhớ được cái gì nữa, hả? Lão gia, không phải chúng ta còn trẻ sao? Tha là, đi hầm cái đầu heo bù lại đi. Tới coi đi, giá rẻ đây. Ghé coi đi. Ghé mua ủng hộ. Giá rẻ đây. Kéo hồ lô. Sư phụ. Ghé xem. Con đã tìm hết những nơi có thể tìm, vẫn chưa tìm thấy một ai cả. Con ở đây chờ sư phụ, ta đi tìm coi sao. Được rồi, ăn cho đàng hoàng. Ăn xong rồi thì đi ngủ một giấc cho ngon đi. Nghĩa mẫu, như vậy lại muốn ta làm gì? Chỉ cần con nghe lời nghĩa mẫu, ta bảo đảm sau này con sẽ là một nhân thượng nhân được ăn ngon mặc đẹp đó. Nhân thượng nhân không phải cũng là người hả? Ha, tiểu tử thúi, ngươi thì hiểu cái gì? Nhân thượng nhân này không phải là người. Vậy không phải người ta càng không làm đâu. Được rồi, đừng có nhiều chuyện nữa, mau ăn đi. Ăn xong rồi lát nữa ta sẽ quay lại nha. Thiệu Dương, bà đã tốt với huynh như vậy, rốt cuộc bà ta muốn làm gì? Bà ta có thể sẽ đem bán ta đi. Bán đi hả? Vậy chúng ta phải làm sao đây? Bây giờ không phải là vấn đề. Bây giờ điều ta lo lắng là muội. Ta hả? Muội có biết đây là đâu không? Đào Hoa Viện đó. Muội có biết Đào Hoa Viện là làm cái gì không? Ta không biết. Nói cho muội nghe, Đào Hoa Viện không phải là nơi tốt đẹp gì đâu. Những người ở đây và những người tới đây đều không phải là thứ gì tốt đẹp. Vậy nếu huynh đi rồi còn lại một mình ta, phải làm sao đây chứ? Yên tâm đi, ta không đi đâu. Bây giờ mấu chốt là cả hai người chúng ta đều bị nhốt ở chỗ này, tin tức ở bên ngoài không hề nghe được chút nào. Tú dân bọn họ chắc chắn nóng ruột lắm đó. Cho nên chúng ta phải để cho một người ra ngoài trước, rồi quay lại giải cứu người còn lại. Thiên Hồng, muội đã hiểu chưa vậy? Thiệu Dương, huynh tuyệt đối đừng để cho một mình ta ở đây nha. Ta sẽ không đâu.
Bối Lạc Gia, gần đây có tin tức nào mới nữa không? Bối Lạc Gia, tiểu nhân phát hiện có một chuyện rất kỳ lạ. Chuyện gì? Tiểu nhân phát hiện trên đường phố của Bàn Thành rất ít những đứa nhóc đi lại. Không kỳ lạ. Binh hoang mã loạn, mấy đứa trẻ đi ngoài đường một mình rất là không an toàn. Vậy ý của Bối Lạc Gia là những kẻ đi bộ một mình trên đường đều... Cuối cùng ngươi đã hiểu rồi sao? À, tôi hiểu rồi. À... Ngươi còn đứng đực ra làm gì nữa? À, dạ, dạ. Phế vật. Nào, Nghĩa Mẫu đổi cho con mặc những y phục sạch sẽ này ha. Đưa con tới chỗ Ngô lão gia giàu có nhất, quyền thế nhất Bàn Thành này để làm con nuôi nha. Tới chỗ đó rồi, con phải nói tốt cho Nghĩa Mẫu con đó, có biết không? Nghĩa Mẫu, bà có thể nào đưa cả tỷ tỷ ta theo không, làm con gái nuôi của Ngô lão gia? Tỷ tỷ con ở lại chỗ ta, có thể làm con gái nuôi của ta. Vậy bà phải đối tốt với tỷ tỷ ta một chút, nếu không thì... ta sẽ nói xấu về bà trước mặt Ngô lão gia đó. Ê trời, người đúng là thứ đồ không có chút lương tâm gì hết bà. Thay đồ xong chưa vậy, hả? Đây là Chu sư gia của Ngô lão gia đó. Ông nhìn có đủ chưa vậy? Nhìn đủ rồi thì đi. Hả? Vậy thì đi. Ngay cả chữ mời cũng không nói được. Ê. Không phép tắc. Thiệu Dương, Thiệu Dương. Thiên Hồng. Thiệu Dương, huynh sẽ quay lại chứ? Bây giờ ta vẫn chưa biết. Huynh tuyệt đối đừng để một mình ta ở nơi này, ta sợ lắm. Yên tâm đi, ta không bỏ lại muội ở đây một mình đâu. Muội cũng không cần phải sợ, có ta đây, bọn chúng sẽ không bắt nạt muội. Ta tới chỗ của Ngô lão gia coi thử, đợi sắp xếp xong rồi ta sẽ quay lại đón muội, có biết chưa? Huynh nói phải giữ lời đó. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, chắc chắn giữ lời. Thiếu gia, mời lên kiệu. Trời ơi. Mời. Ê, nè Thiên Hồng. Khởi kiệu. Đi. Thiệu Dương. À, Thiên Hồng. Mau về đi, về đi. 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 Lão gia. Hả? Đón về tới rồi chứ? Ở trung đường, đang đợi bái kiến ngài đó. À. Chu sư gia. Hả? Ông cảm thấy có xảy ra vấn đề gì không? Có vấn đề? Có vấn đề gì hả? Ta nói chỗ này nè. Ê. Ta sợ nhất chỗ này có vấn đề. Ê. Nếu mà thật sự như vậy, nếu như truyền ra ngoài, vậy mặt mũi của ta còn hay không đây? Hay là tôi kiểm tra nó trước, sau đó ngài hãy gặp nó. Cũng được. Ông đi nói chuyện với nó trước đi, ta coi nó có vấn đề gì không. Nếu như nó có thể nói chuyện hợp với ông. Ơi trời. Ê vậy. Đào Hoa Viện. Tỷ chính là Băng Nhi tỷ tỷ. Tên của muội là gì vậy? Muội tên Thiên Hồng. Thiên Hồng. Muội tới chỗ này để làm gì? Muội về đệ muội bị bà ta. Con đầu chết tiệt này, đi tới đây nhiều chuyện hả? Ngươi được lắm đó. Trừng mắt nhìn ta làm gì? Coi chừng ta lột da ngươi ra bây giờ. Nghĩa mẫu, nó còn nhỏ mà không hiểu chuyện, mẹ hãy tha cho nó đi. Không phải chuyện của con. Ngươi đi mau, đi. Ê, Nghĩa mẫu. Im miệng.
Đừng nghĩ có người chống lưng thì ngươi hay lắm nha. Chỗ này vẫn phải nghe theo lời của ta. Đi, đi. Mà bỏ tay ra. Ê trời, ta không bỏ thì làm sao đây? Bà mau bỏ tay ra đi. Ta không bỏ thì làm sao hả? Trời, cái con A đầu chết tiệt này, ta cho ngươi chạy nè. Cậu có biết chỗ này là nơi nào không? Cậu có biết chỗ này là nơi nào không? Ông đang hỏi ta đó hả? Không phải hỏi cậu, chẳng lẽ ta hỏi bản thân mình sao? Chẳng lẽ cả một chữ xin ông cũng không biết nói sao? Hả? Vậy thì xin hỏi quý tính của cậu. Không quý, họ ta là ngang móc, ngang móc, dọc ngang móc. Ngang móc, dọc. Ê, chữ thiệu. Vậy thì chữ Ngô sẽ viết như thế nào đây? Khẩu thực thiên hạ, ông cảm thấy còn cần nét nào nữa không? Quyền đất quảng hạ ngàn vạn phòng, nơi ở cho người nghèo ai cũng vui, túp lều tôi tan nát và chết cống là đủ. Xin sư gia đừng có tùy tiện làm xáo trộn câu thơ của Đỗ Phủ tiên sinh. Túp lều tôi bị gió mùa thu phá dở là an đất quảng hạ ngàn vạn phòng, không phải nguyện đất quảng hạ ngàn vạn phòng. Đùm bọc người trong thiên hạ để ai nấy cũng được vui, mưa gió bất động yên như sơn. An ôi tôi thấy ngôi nhà này trước mặt từ khi nào, rồi cuối cùng là túp lều tan nát, mình tôi chết cống là đủ. Cái cậu nhóc này, ai dạy cậu vậy? Ai dạy cho tôi vốn không quan trọng, mấu chốt là ngẩng mặt lên trời cười lớn không ra được. Ngươi quả thật là không hề tầm thường đâu. Cậu... Hay lắm, hay lắm. Nào, để ta nhìn thử coi. Nhìn cũng rất đẹp trai. Có phần giống ta. Đi vào trong đi, bỏ lên. Cái con A đầu chết tiệt nhà ngươi, ta cho ngươi đánh lại, ta cho ngươi đánh lại nè. Cả lão nương mà ngươi cũng dám bắt nạt nữa hả? Ngươi gan quá ha. Con A đầu chết tiệt này, ta cho ngươi đánh lại nè. Ngươi dám đánh ta sao? Ta đánh chết ngươi nè, A đầu chết tiệt. Ta đánh chết ngươi. Coi như là mẹ nể mặt Băng Nhi đi, tha cho Thiên Hồng. Nó mới tới không hiểu quy tắc, con sẽ dạy nó, để cho nó nhận lỗi với mẹ nha. Ta một lòng một dạ tốt với ngươi, mà ngươi lại báo đáp ta như vậy luôn đó hả? Mau quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống. Thiên Hồng, ta kêu ngươi quỳ xuống có nghe thấy không? Không sao chứ. Buổi tối hôm nay ngươi cứ quỳ y như vậy cho ta, không được đứng dậy. Nếu như ngươi mà dám đứng dậy, ta sẽ đánh gãy hai chân của ngươi. Còn ngươi nữa, ngươi muốn quỳ chung ta mặc kệ. Nếu như sau này nó không biết phép tắc như vậy, ta sẽ tính sổ với ngươi đó. Thiên Hồng, muội không sao chứ? Để tỉ coi. Thế nào rồi? Tìm thấy chưa vậy? Ta đã tìm khắp nơi rồi, đều không có. Dương Nhi này, tụi nó đi đâu vậy chứ? Có khi nào Mã Tiểu Hổ... Ê, không đâu, Mã Tiểu Hổ là nam nhân chân chính đó. Vậy có thể đi đâu được chứ? Bàn Thành, ta nghĩ nói và cả bọn Nhị Mau nữa nhất định đã vào Bàn Thành rồi. Nhưng mà vào Bàn Thành cần có ngân lượng, bây giờ Dương Nhi không một xu dính túi thì làm sao nó vào đó được? Hey,
Chút chuyện nhỏ này, ta nghĩ Dương Nhi thông minh như vậy, nó nhất định sẽ có cách thôi. Đi, vậy chúng ta cũng vào bàn thành. Được. Ừ, đi. Ăn đi, nghĩa mẫu thưởng cho người đó. Hả? Không ăn hả? Con A đầu chết tiệt này, thích hết mặt mũi lên lắm có phải không? Hả? Được rồi, không ăn thì đói chết luôn đi. Đói chết rồi quăng ra sân sau cho chó ăn. Ta không tin là ngươi không ăn. Đi. Quan gia, chúng tôi không có tiền thì chúng tôi vào đi mà. Làm ơn cho chúng tôi qua đi. Quan gia, cho làm chúng tôi vô đi. Tránh ra, chúng tôi thực sự không có tiền. Không được giao. Không có tiền không được giao. Làm ơn lại, lại. Có đi, có đi không? Không có tiền không có lại. Làm ơn đi mà. Cút đi. Quỳnh đợi ta một lát. Biến đi. Tôi không có tiền mà. Quan gia, làm ơn đi. Hả? Bỏ đi. Không được giao. Để ta đi. Nè, ta nói có nghe không? Tránh ra đi. Lùi lại. Nè, làm ơn Quan gia, làm ơn. Này, có tiền không? Nè, ở vào thành đi, mau lên, vào thành. Mau lên, vào thành thôi. Nhanh lên. Mau lên. Đi. Được. Thiên Hồng, nè, ăn đi. Nếu như muội không ăn, muội sẽ bị đói chết đó. Năm xưa tỷ cũng giống như muội, cũng từng phản kháng, nhưng mà cũng vô ích. Bây giờ muội phải ăn vào mới có sức, có đúng không? Nè, ngoan đi, ngoan. Tỷ, tỷ hãy cứu muội đi. Tỷ cứu muội đi, tỷ mau thả muội ra ngoài đi. Tỷ thực sự không có bản lĩnh đó. Nếu như bây giờ tỷ thả muội ra ngoài thì chúng ta sẽ không còn toàn mạng nữa. Ngoan đi, đừng có khóc. Ta biết chắc là ngươi sẽ tới đây mà. Ngươi đúng là ăn cháo đá bát. Tốt với ngươi như vậy cũng như không. Ngươi muốn làm gì hả? Hả? Muốn thả nó? Ngươi đừng có hòng. Đừng quên bản thân ngươi là ai nha. Nghĩa mẫu, ngươi dạy rất phải, là do con có lỗi. Con không nên nói dối người tới đây. Nghĩa mẫu, hôm đó là Thiên Hồng không đúng. Con thay mùi ấy xin lỗi nghĩa mẫu. Ngươi muốn xin gì cho nó? Hả? Nó là con qua ngươi sinh ra hả? Nghĩa mẫu, như vậy được không? Con bảo lãnh cho muội ấy, người hãy tha cho Thiên Hồng, người cho nó làm nha hoàn sai vặt, bắt nó làm việc gì cũng được. Nếu như nó còn bỏ trốn nữa thì người cứ trách tội con. Uổng công ta nuôi ngươi nhiều năm tới như vậy, ngươi lại vì con tiểu nha đầu này mà quỳ gối trước mặt ta.
Nhưng mà nhìn bộ dạng ngươi như vậy, nếu như chết đi thật sự có hơi đáng tiếc đó. Có lẽ mấy năm nữa lại trở thành một băng nhi. Được rồi, đứng lên đi. Hôm nay coi như là ta nể mặt của ngươi. Đa tạ nghĩa mẫu. Ngươi nghe cho kỹ đây, kể từ hôm nay mau xí ở đào hoa viện ngươi quét dọn hết. Hai ngươi phải nhớ kỹ cho ta, nếu như có tâm địa gian xảo muốn giở trò với ta, lão nương sẽ không khách sáo với hai người. Thiên Hồng, không được. Tiếp tục tìm như vậy, ta thật sự không chịu nổi rồi. Tú Vân à, lòng của ta cũng như lửa đốt vậy. Nhưng mà nếu cứ tìm kiếm như vậy, tới lúc nào mới tìm được đây chứ? Bây giờ chúng ta cũng không còn cách nào khác. Nếu đám trẻ đó không bị bắt, chắc chắn bọn trẻ sẽ ẩn nấp xung quanh đây. Nếu chúng đã bị bắt, nhất định bọn chúng sẽ bị giam giữ ở một nơi bí mật. Vậy chúng ta tìm người hỏi đi, được không? Không được. Thân phận của hai chúng ta đều không thích hợp đâu. Không có gì không thích hợp hết. Ta đi. Hey. Tú Vân à, cô cho ta chút thời gian đi. Ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ tìm được bọn trẻ. Giỏi thiệt đó, giả bộ cứng rắn hả? Không chịu ăn đúng không? Không ăn chứ gì? Có phải người bày đậu không hả? Ăn hiếp con nít thì có bản lĩnh gì chứ? Vậy cũng là ăn hiếp. Ngược qua đây ngay. Vậy không phải bản lĩnh. Muốn đánh nhau chúng ta một chọi một đi. Ngươi mà đòi một chọi một với ta hả? Hả? Ngươi dám không hả? Vậy cứ thử đi. Nếu như ai thua thì phải liếm sạch sẽ đồ ăn ở dưới đất đó. Tiểu tử thúi, ngươi đợi mà liếm đi. Tiểu tử thôi, người đá vào đâu vậy? Thật là hả giận, phải đó. Ai da, người muốn đạp đứt. Sao lại đi rồi? Người phải liếm sạch sẽ hết đồ ăn ở dưới đất cho ta chứ. Công tử, ngài tới rồi, mời. Ý, công tử thông thả nha. Đào qua diện. Ấy trời ơi, khách quan ngài tới rồi. Mau tiểu thúy mau qua đây đi, mau tiếp đãi khách, hầu hạ khách cho tốt nha. Được rồi, đại gia qua đây. Trời ơi, ế bối Lạc gia. Trời ơi, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Sao đây, nhớ ta sao? Trời đất ơi, ngài đúng là biết nói đùa mà. Bối Lạc gia, những ngày ngài đi rồi, đào qua thật sự rất khổ sở đó. Bằng nhi biết có ngài chống lưng cho nó đã bắt đầu ăn hiếp đào qua rồi. Bối Lạc gia, ngài phải quản nó cho thật là tốt đó. Thôi được rồi đó, bà mà không ăn hiếp cũ thì ta tạ ơn trời đất rồi. Bối Lạc gia, ngài từ từ thôi, tôi sẽ kêu Băng Nhi ra ha. Thiên Hồng, chuyện gì vậy? Bối Lạc gia ở Dương phủ tới rồi, không thể để hắn phát hiện muội, muội phải tìm chỗ trốn. Ê, Thiên Hồng, bên này. À,
mời ngài vào Bối Lạc gia. Băng Nhi xin thỉnh an Bối Lạc gia. Bà còn đứng làm gì nữa? Bối Lạc gia, tôi thật là vậy mà cũng không nhận ra. Hai người nói chuyện đi. Bối Lạc gia, mời ngài ngồi. Ê, Bối Lạc gia. Làm sao vậy? Nhớ ta sao? Bối Lạc gia đi khỏi Bàn Thành, Băng Nhi nghĩ là ngài sẽ không về nữa. Đúng là ta có việc phải rời khỏi đây, nếu không ta đã sớm về rồi. Bối Lạc gia, nhìn thấy ngài vui vẻ như vậy, chắc là công việc rất thuận lợi phải không? Chuyện đó có thuận lợi hay không cũng không quan trọng, nhưng mà gặp được Băng Nhi thì ta vui mừng rạng rỡ biết bao nhiêu. Sư phụ, có tìm được không? Không có. Vẫn không tìm được sao? Cái thằng bé Đinh Tiểu có thể đi đâu chứ? Khiến sư phụ rất lo lắng. Đỗ Lão Đại, con ở đây chờ sư phụ để ta tìm nó thử. Dạ. Con không được đi đâu hết, có nghe chưa? Ừ. Người cẩn thận nha. Tay nào của người ăn trộm, đưa ra mau cho ta coi thử. Nói cho ta biết, chặt một bàn tay của ngươi hay làm đầy tớ cho ta một năm? Tôi không có ăn trộm đồ nhà bà. Chẳng lẽ đồ của nhà ta biết bay lên người ngươi hay sao? Tôi chỉ muốn mượn mấy cái củ cải của bà. Tại lúc đó tôi không có thời gian nói với bà. Hay vậy đi, hôm nay bà thả tôi đi trước đi, ngày mai tôi sẽ trả thêm mấy cái củ cải nữa. Ngươi cũng biết ăn nói lắm. Nói cho ta biết, ngươi trộm củ cải làm gì? Còn để làm gì? Trộm để ăn đó. Trời ơi, thằng bé khờ này, củ cải đó vẫn còn sống mà. Mặc kệ nó sống hay là chín, có thể tráng bụng là được rồi. Đi, lấy cho nó mấy cái bánh, cho nó đem đi. Dạ. Đa tạ ba ba. Đỗ Lão Đại, nè. Ê, Đinh Tiểu, mặt của đệ bị gì vậy? Không sao, lúc nãy ra ngoài đệ bị chấp té. Huynh mau ăn bánh đi. Sao đệ không cẩn thận như vậy chứ? Sư phụ đâu? Sư phụ đi tìm đệ rồi. Đệ cứ đi lung tung, không chịu nghe lời. Đệ đã lớn rồi mà, không đi lạc được đâu. Sư phụ rất là lo cho đệ, đi tìm đệ rồi. Đúng là không hiểu chuyện mà. Quynh bị làm sao vậy? Khó chịu, không có sức. Hả? Ây da, Quynh bị sốt rồi. Quynh ăn bánh bao này nhanh đi, để đi tìm ít nước cho Quynh. Hả? Cẩn thận đó. Sao ngươi lại quay lại đây? Nè, ai quay lại vậy? Sao con lại quay lại đây? Con muốn tới xin miếng nước uống. Sao hả? Muốn xin nước uống? Con xin miếng nước cho sư huynh đồng môn của con. Huynh ấy đang bị sốt. Ý, con cũng còn sư huynh nữa sao? Đó là sư huynh trong đoàn hát đó. Con ở trong đoàn hát? Ừ. Từ nhỏ tụi con theo sư phụ đi kiếm sống. Từ lúc vào Bàn Thành, tụi con bị thất lạc, trôi dạt trên đường phố. Trời ơi, con kêu sư huynh con tới đây, ở lại chỗ ta một đêm. Đa tạ ba ba. Không cần đa tạ, con đã đa tạ ta rồi.
Ở đây đông người, chúng ta phải cẩn thận đó. Ừ. Ê, Thiếu Dân. Ông chủ à, bán sao vậy? À, vậy phải xem cậu mua bao nhiêu. Đi. Ê, ê, cậu thiệt là kỳ cục mà. Đúng là vô duyên. Ông chủ có qua điêu không? Ê, không có, có nữ nhi hồng, ngon lắm đó, thượng đẳng luôn á. Ờ, à, vậy thôi, thôi khỏi đi. À. Bối Lạc Gia lúc... Bọn chúng xuất hiện ở đây từ lâu lắm rồi. Bây giờ ngươi mới phát hiện ra hay sao? Vậy có cần bắt bọn chúng lại không? Không phải lần đầu. Với võ công của các ngươi, các ngươi đánh lại chúng sao? Hả? Theo dõi. Chỉ cần theo dõi chúng, chỉ cần theo dõi sẽ tìm được đám nghịch tặc đó mà thôi. Tới lúc đó ra tay cũng chưa muộn. Chỉ cần có đám trẻ đó dướng chân, ta không lo không tìm được bọn chúng. Chờ tới lúc đó thì chúng ta có cơ hội mà thôi. À, Bối Lạc Gia anh minh. Thiên Hồng, muội phải nói thật với ta, thật ra muội là ai? Muội từ kinh thành tới bàn thành phải không? Ừ. Vậy là trước đó muội đã biết Bối Lạc Gia ở kinh thành rồi, đồng thời có hiềm khích với hắn. Thiên Hồng, võ công đó của muội là học từ đâu vậy? Muội có biết đánh lại nghĩa mẫu có hậu quả thế nào không? Bà ta ăn hiếp người quá đáng. Bà ta là nghĩa mẫu, đánh bà ta cũng không có kết quả tốt gì. Những người sống ở đây đều nghe lời bà ta. Còn nữa, muội cũng nhìn thấy rồi, tỷ tỷ lúc đó vì cứu muội đã phải cầu xin nghĩa mẫu ra sao, cho nên muội không được làm phiền tỷ nữa. Có biết chưa? Muội xin lỗi Băng Nhi tỷ tỷ. À, phải rồi, nghe nói muội còn có một tiểu đệ nữa. Đệ ấy bị lão ác ma Đào Hoa đó bắt đi cho Ngô lão gia làm con rồi. Thiên Hồng, ta mặc kệ muội là ai, cũng không cần biết muội với Bối Lạc Gia có thù gì. Ở nơi này nếu muội muốn sống thì phải nghe lời. Muội có nhớ chưa? Ừ. Thiên Hồng, Thiên Hồng à, quần áo giao cho ngươi đã giặt sạch hết chưa vậy? Trời ơi, sao vẫn còn nhiều vậy hả? Ta sai ngươi giặt, sai ngươi giặt ngươi lề mề như vậy, có phải ngươi cố tình hay không, nói đi. Nhiều quần áo như vậy, làm sao tôi giặt nhanh cho được? Giỏi lắm, ngươi dám cãi bướng với ta. Đợi đó, ta cho ngươi cãi nè, cho ngươi cãi nè, dám cãi ta, dám cãi lời của ta hả? Ai cho ngươi lề mề, ta sai ngươi giặt rồi, ngươi dám lề mề. Ta coi ngươi còn dám cãi lại ta nữa hay không, ngươi còn dám cãi ta nữa hay không, còn dám nữa không, trả lời coi. Ngô Phủ. Đại phu, thằng bé sao rồi? Không đáng ngại, công tử chỉ vì hoảng hốt nên sợ hãi, mệt mỏi trong người. Vậy ông kê toa thuốc đi. Không cần phải kê toa hút thuốc, công tử chỉ cần điều dưỡng tẩm bổ là sẽ khỏe ngay. À,
xem ra gần này càng già thì càng cay. A Mã ta coi thường các ngươi. Có lý của người. Thôi bỏ đi, tất cả làm lại từ đầu. À phải rồi, Tử Lân thượng nhân mà các ngươi coi thường nhất bây giờ sao rồi? Thanh Phong Trại. Người tới là ai? Mau bảo danh tính đi. Truyền lời của ta nói là Tử Lân thượng nhân tới rồi, nói trại chủ các ngươi ra đây gặp ta đi. Đại ca, ngoài trại có một người tóc tai bồ sụ, tự xưng là Tử Lân thượng nhân muốn gặp huynh đó. Được đó, tên khốn đó đúng là từ ngọn núi đó bò ra ngoài. Đi ra coi thử. Ân Trạch Tứ Hải. Cái tên ăn mày kia, ngươi tìm lộn chỗ rồi. Đây là sơn trại của núi Thanh Long. Cầm lấy bánh bao rồi cút khỏi đây. À, được được, ngươi đợi lão tử ăn no rồi. Lão tử ăn no rồi sẽ xử lý ngươi ra sao? Nếu như không phải Thiết Bưu dặn dò ta không được lấy cái mạng của ngươi thì ngươi đã sớm thành thịt khô rồi. Lúc đầu nè, vì ta muốn ngươi mắc nghẹn, muốn tìm được nước hả, tự mà đi tìm đi. Ta hỏi ngươi, bây giờ Thiết Bưu đang ở đâu? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ? Được, ta để cho ngươi nói sướng cái miệng. Tới lúc đó, ta tiễn mấy tên bằng hữu đó của ngươi cùng đi xuống âm tào địa phủ làm bạn với ngươi luôn. Ngươi đủ rồi đó. Với tuổi tác đó của ngươi, kẻ xuống địa phủ là ngươi mới phải. Ngươi đúng là tên khốn thiệt mà. Ngươi mà còn dám sỉ nhục ta nữa, ta sẽ lột da của nhà ngươi ra luôn cho coi. À, Dương Nhi, Dương Nhi. Ừ. Con đỡ hơn chưa? Ừ. Nè, dậy đi, dậy ăn miếng gì đi. Nào nào. À, con thấy sao? Lại là mấy thứ đó. Hả, con... ta con không muốn ăn. Ờ. Như vậy đi, uống canh đi ha. Đây, đây đây đây, đây canh sâm đó, uống đi. Ừ, không uống. Không uống canh sâm, vậy đổi món khác. Nè, uống cái này. Uống cái này nha, thơm lắm đó. Hả? Canh bính hù. Ê trời, con nít mà uống canh này làm gì chứ, làm bừa. Hey. Người đâu rồi? À, lão gia. Dọn xuống đi. À, dạ. Còn nữa, nói với nhà bếp, nếu như nấu mấy món không hợp với khẩu vị của Dương Nhi, ta sẽ cho tất cả vào dĩ hấp, hấp lên hết đó. À, dạ. Ê, có sao không vậy? Dạ chết ở đây đúng không? Ê, ê, không chết ở đâu, chết ở trong sơn trại của bọn ta. Thật là xui xẻo. Đại ca, đại ca, tên đang mày rách rưới ở ngoài cổng trại, hắn sắp chết rồi. Vậy để không biết thu dọn sao?
Hay là quan cho hắn thêm vài miếng bánh đi. Được 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 được, đừng để hắn chết ở núi Thanh Long là được. Để phái vài huynh đệ để đưa hắn xuống núi, nếu chết ở ngoài cổng trại thì xui xẻo lắm. À nè khoan đã, để đó, mau tìm chỗ nào có nước để cho lúc hắn tỉnh lại có thể uống miếng nước là được. Dạ hiểu. Thiết Bưu, ta ra ngoài một chuyến, đừng lo. Tú Dân. Ai đó? Quynh làm đệ hết hồn. Đinh Tiểu, đỡ ta dậy đi. Đệ còn tưởng Quynh đã chết rồi. Ta bị làm sao vậy? Quynh ngủ liên tục mấy ngày, đã hại đệ khóc biết bao nhiêu lần đó. Khóc cái gì chứ, ta đâu có chết. Nhưng huynh như vậy đâu có khác gì chết đâu. Sư phụ đâu? Sư phụ đi buôn bán rồi, để tìm người. Sư phụ kêu đệ về đây chăm sóc cho huynh đó. Sư phụ đi buôn bán? Buôn bán cái gì vậy? Đệ đã tìm cho sư phụ một cái bếp nướng khoai lang. Đệ lại lấy nó về từ đâu vậy? Đệ không sợ sư phụ phạt đệ sao? Sao huynh nghi ngờ đệ hoài vậy? Lần này đệ mượn thật đó. Được 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 được, ta phải đa tạ đệ. Đa tạ đệ làm gì? Đa tạ cái bếp. Đa tạ đệ ở bên ta chăm sóc cho ta. Phải biết là không phải làm lão đại là biết chăm sóc người khác. Đệ chưa làm lão đại nhưng đệ vẫn biết đó. Được, lần sau cho đệ làm lão đại, ta kêu đệ Đinh lão đại được chưa? Đỗ lão đại, đệ cũng không biết bây giờ đại ca đệ sao rồi. Yên tâm đi, chắc chắn là vẫn còn sống. Phải rồi, bánh bao mới mua về nè, còn nóng đó ăn đi. Được. Nè. Nè, vậy đi. Vậy đi. Đứng lên đi, mau lên. Đứng lên. Phu nhân, phu nhân tới rồi.
Đại ca, đại ca. Chuyện gì? Phu nhân tới rồi. Phu nhân. Hả? Là phu nhân đó. Hả? Phu nhân tới rồi. Khoai lang nướng đây. Khoai lang nướng vừa ngon vừa bùi đây. Sư phụ. Hả? Đinh Tiểu à, ta kêu con chăm sóc Đỗ lão đại, con chạy tới đây, con chạy tới làm gì? Sư phụ, nói người biết chuyện này. Hả? Đỗ lão đại tỉnh rồi. Thật à? Hả? Tốt. Quá tốt rồi. Nè, đi, mua mấy cái bánh bao cho nó ăn đi, hả? Sư phụ à. Hả? Người đúng là quá thiên vị rồi đó. Sư phụ thiên vị cái gì? Kêu con đi mua bánh bao cũng không cho con ăn một cái nữa. Được. Bà đâu có nói không cho con ăn. Người không có nói không cho con ăn, nhưng người cũng không nói sẽ cho con ăn. Ê, cái thằng nhóc này còn cãi nhau với ta. Đi mau đi. Ê. Ê, khoai lang nướng nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Khoai lang nướng đây. Nói nhiều như vậy, thực ra là ý của Thiết Bưu hay là ý của riêng cô vậy? Chuyện này với huynh rất quan trọng sao? À, ta hiểu rồi. Hai người cũng rất khó khăn. Ở Bàn Thành mọi thứ đều lạ lắm. Bây giờ tình hình nguy cấp, mọi người cũng không tiện tiết lộ thân phận của mình. Cô tới tìm ta là tìm đúng người rồi. Nói như vậy, huynh đồng ý giúp ta thật sao? Giúp đỡ cho cô thì không thành vấn đề. Nhưng mà ta có một điều kiện. Điều kiện của huynh là muốn ta phải ở lại. Cáo từ. Tú. Người đói lắm sao? Ăn no rồi uống xong rồi cũng nên trả tiền cho ta đi chứ. Tôi không có tiền. Ta biết là ngươi không có tiền, cũng không thể ăn miễn phí. Ngươi ở lại chỗ ta làm việc được không? Đa tạ bà chủ, mau đi. Đa tạ bà chủ. Vậy thì tốt. Ngươi xách nước đổ đầy luôn ngoài cửa đi. Nè, đi thôi, đi xách nước. Ờ. Ê, bánh bao đây, bánh mới ra lò đây. Ê, bỏ tay ngươi ra, không được đụng vô. Vậy huynh lấy đi, lấy giùm tôi 4 cái bánh đi. Ê, được rồi. Bánh của người đây. Nè. À, được rồi, thông thả nha. Bánh bao đây, bánh bao đây. Bánh bao mới ra lò đây. Bánh bao đây, đây. Mua dù ghé mua đi. Bánh bao mới ra lò đây. Dù mới dù đẹp đây. Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Tú Nhân. À, ta xin lỗi, ta nhận lầm người. Củ cải đây, củ cải tươi ngon đây. Ghé vô xem đi, củ cải ngon đây. Củ cải, củ cải. Ghé vô, ghé vô. Củ cải tươi ngon đây. Chờ. 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 Cha, cha, cha. Đã về rồi. Quân đệ về rồi à? Hi. Đại ca, bọn đệ đã về rồi. Sao rồi? Cái tên ăn mày đó hả? Đã bị bọn đệ quăng ở khu đất ngoài Bàn Thành rồi. Tốt. Cha, cha.
Lỡ như gặp người giống như huynh, ta là người như thế nào? Thổ phỉ. Điều kiện của huynh là muốn giữ ta ở lại. Cáo từ. Bàn thành. Nào nào, mua đi, mua đi. Rồi ghé vô lửa đi. À, không mua, không mua. Thiết Bu. Ê, qua bên này. Thiết Bu, cậu vẫn khỏe chứ? Bạch bác chủ, Nhị Mao và Thiệu Dương có đi chung với ông không vậy? Cái gì? Hai đứa không đi chung với cậu à? Bây giờ tôi và Tú Vân đang rất lo cho họ. Đi theo ông có ai vậy? Theo tôi chỉ có Đỗ Lão Đại và Đinh Tiểu. Đinh Đại và Thiên Hồng không có một chút tin tức nào. Tú Vân đang ở đâu? Cô đã đi riêng rồi. Ông đừng lo lắng, bọn ta có chỗ hẹn. À, Thiết Bưu à, đợi Tú Vân quay lại, chúng ta phải thương lượng một chút. Nhất định phải nhanh chóng tìm được thiếu đà chủ. Được, một lát nữa tôi và cổ sẽ tới tìm ông. Được. Cung mẫu tiên sinh. Cung mẫu tiên sinh. Cung mẫu tiên sinh. Ngài làm tôi hết cả hồn. Suốt ngày ngươi chơi ở bên ngoài, bây giờ lại ra vẻ bí mật như vậy. Im hơi lặng tiếng nào đã xông vào trong phòng. Ta cẩn thận đề phòng mới được. Tiểu nhân không có đi chơi, tiểu nhân đang đi điều tra mà. Điều tra không có kết quả chẳng khác nào là đi chơi. Dĩ nhiên là có kết quả. Kết quả thế nào rồi? Đợi tới trời tối thì ngài sẽ biết thôi. Ta thật sự rất muốn mau chóng kết thúc chuyện này. Bây giờ ngài sợ rồi sao? Ta nghĩ ngươi cũng không muốn phải sống trong lo lắng sợ hãi suốt ngày. Họ bắt chúng ta và đánh chúng ta. Ta cũng không biết lần trước kẻ nào đã tấn công chúng ta. Cũng không biết phải đi đâu mới yên ổn đây. Tôi rất muốn sớm ngày rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Tú Vân, cô đi đâu vậy? Cô đi tìm Mã Tiêu Hổ có đúng không? Tại sao cô không tin huynh ấy, không tin lời của ta chứ? Ta đã nói với cô Mã Tiêu Hổ là một người có tình có nghĩa. Huynh ấy sẽ không làm những chuyện đê tiện như vậy đâu. Không phải ta tới đó tìm Thiệu Dương, ta tới để nhờ hắn giúp đỡ mà. Tú Vân, chúng ta đã gây rắc rối cho Mã Tiêu Hổ chưa đủ hay sao chứ? Ta cũng biết, ta cũng biết. Nhưng mà huynh có thể hiểu tâm trạng của ta không? Nếu như không tìm được Dương Nhi, có thể đó chỉ là lời hứa huynh không hoàn thành, chỉ là hối tiếc trong cuộc đời của huynh. Nhưng mà với ta thì khác. Dường như chính là toàn bộ của ta, để ấy là mạng sống của ta đó. Ta biết là bình thường mọi người nhất định cười cợt mối quan hệ của ta với Dương Nhi. Nhưng mà ta nói cho huynh biết, Dương Nhi dù không phải là phu quân thật sự của ta, nhưng mà đó là người thân của ta,
người thân duy nhất hiện nay của ta. Ta không thể nào mất để ấy được. Tú Vân à, cô sai rồi. Ta coi Dương Nhi cũng như là người thân của mình, cũng coi cô là người thân của mình vậy. Nhưng mà ta không hiểu tại sao cô lại nghĩ vậy. Cô tin cũng được, không tin cũng không sao. Lúc ta không tìm được cô, ta cũng đã vô cùng lo lắng. Những đứa trẻ đó không thể bị thất lạc nữa. Bọn chúng không thể rời xa chúng ta.